Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử, đặt ra nhiệm vụ thuyết phục cử tri rằng tuổi tác không ảnh hưởng tới khả năng điều hành nước Mỹ. Với tư cách là Tổng thống đương nhiệm, ông Biden nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng Dân Chủ và nhiều cơ quan truyền thông hàng đầu. Và ở tuổi 80, ông Biden là Tổng thống tại vị lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định rằng cuộc tranh cử vào năm tới là cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan của Đảng Cộng Hòa, ngầm lập luận rằng ông muốn có thêm thời gian để thực hiện đầy đủ lời thề khôi phục lại nước Mỹ. Khi tôi ra tranh cử Tổng thống 4 năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ, và giờ vẫn vậy. Câu hỏi mà chúng ta đang phải đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta sẽ có nhiều hơn hay ít hơn sự tự do. Tôi biết rằng tôi muốn câu trả lời thế nào và tôi nghĩ các bạn cũng vậy. Đó là lý do tại sao tôi ra tranh cử. Mọi thế hệ người Mỹ đều đang phải đối mặt với thời điểm cần bảo vệ nền dân chủ, đứng lên cho quyền tự do cá nhân của chúng ta, hãy đứng lên vì quyền bầu cử và các quyền công dân của chúng ta, và đây là thời khắc của chúng ta. Tuyên bố chính thức của ông Biden đã chấm dứt sự hồ nghi về việc ông về hưu, đồng thời mở ra màn tái đấu giữa bản thân ông và đối thủ năm 2020 là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Joe Biden tham gia cuộc đua vào phòng bầu dục năm 2024 với thành tích lập pháp đáng kể, nhưng tỷ lệ tán thành thấp, một câu hỏi hóc búa mà các cố vấn của đương kim Tổng thống Mỹ cho đến nay vẫn chưa tìm được ra lời giải. Bên cạnh đó, với việc là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông Joe Biden có khả năng sẽ tiếp tục phải đối mặt với những câu hỏi lo ngại về tuổi tác của bản thân. Tờ CNN bình luận về chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng của ông Biden vẫn sẽ dựa trên những chủ đề tương tự với cuộc bầu cử 4 năm trước như nhiệm kỳ khôi phục lại nhân cách nước Mỹ. Giống như những gì từng làm vào năm 2020, ông Joe Biden đang kêu gọi lý tưởng quốc gia, đặc biệt là ngăn chặn sự trở lại của bóng ma Donald Trump. Trong khi đó, thì ông Trump lên tiếng cho rằng ông Biden là tổng thống tệ nhất lịch sử và phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt vấn đề của nước Mỹ sau khi lãnh đạo 80 tuổi này tuyên bố tái tranh cử. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 4, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeon tại Trung tâm Không gian Quốc đắc của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA. Đây là hoạt động đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Mỹ trong tuần này. Trong cuộc gặp tại Trung tâm Quốc đắc, phía Mỹ nhấn mạnh hai nước đã thảo luận thúc đẩy hợp tác về thám hiểm không gian. Và trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tham gia vào chương trình dịch vụ vận tải thương mại lên mặt trăng của NASA và một số dự án khác. Trong trước chuyến thăm, hai nước cũng đã ký kết một tuyên bố chung và hợp tác trong lĩnh vực thông tin, liên lạc và điều hướng trong không gian, tăng cường hợp tác không gian để hỗ trợ giải quyết các thách thức hiện nay như biến đổi khí hậu. Dự kiến ngày 25 tháng 4, theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có hội đàm chính thức với lãnh đạo Hàn Quốc và tổ chức quốc yến vào tối cùng ngày. Trong hội đàm, hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên đến các hành động quyết đoán của Trung Quốc trong thời gian qua, cũng như vai trò của Hàn Quốc trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Kenya cho biết họ đã tìm thấy tổng cộng 73 thi thể được cho là liên quan đến giáo phái Nhịn Đói Đến Chết. Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát Kenya cho hay phần lớn 73 thi thể trên được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể tại một khu rừng ở miền đông nước này. Số thi thể có thể còn tăng khi giới chức tiếp tục khai quật ở khu rừng. Hiệp hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết tại bàn tư vấn và một bệnh viện địa phương, họ đã nhận được báo cáo 112 người mất tích. Paul Mackenzie Thangi, thủ lĩnh giáo phái, đã bị bắt khi giới chức phát hiện các ngôi mộ chứa ít nhất 31 nạn nhân được cho là tín đồ của giáo phái. Ngoài ra, 14 thành viên của giáo phái cũng bị bắt giữ. Theo trang tin NTV, một trong các nghi phạm là trợ lý của mục sư trên. Các nhà điều tra cho biết thủ lĩnh giáo phái này đã kêu gọi các tín đồ của mình nhịn đau đến chết để gặp Chúa. Các tín đồ được tập hợp sống trong khu định cư hẻo lánh trong khu rừng Sakula, rộng hơn 300 hectare ở miền đông Kenya. Khi cảnh sát ập vào khu vực này, họ phát hiện rất nhiều ngôi mộ cùng với một nhóm tín đồ của giáo phái. Một số người còn sống nhưng rất tiểu tụy và tử vong không lâu sau đó. Đến nay đã có 33 người được lực lượng an ninh giải cứu. Các cơ quan chức năng của Kenya đang vào cuộc để làm sáng tỏ. Thưa quý vị, Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Nhưng người dân địa phương và các nhà hoạt động bảo vệ môi trường cho rằng ngành công nghiệp đang bùng nổ cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm hệ sinh thái của dòng sông Buriganga. Con sông Buriganga bị ô nhiễm đến mức dòng nước luôn trong tình trạng đen kịt và bốc mùi hôi thối, trừ những khi mà lũ tràn về, cuốn trôi rác thải.
hai thập kỷ trước. Ông Muhammad Zahid kiếm sống bằng nghề chèo thuyền trên sông Buriganga. Con sông chảy về phía tây nam của Dhaka và từng là huyết mạch của thủ đô Bangladesh. Giờ đây, hầu như không còn cá và nước ô nhiễm từ rác thải công nghiệp và con người đổ thẳng ra sông. Nhưng những người lao động nghèo vẫn buộc phải sử dụng nước từ con sông này cho sinh hoạt hàng ngày. Hồi đó nước sạch chúng tôi có thể dùng để ăn uống, tắm rửa. Bây giờ nước đã đen kịt. Khoảng thời gian này trong năm, 80% chúng tôi gặp vấn đề về mắt nếu dùng nước từ sông. Mắt chúng tôi đỏ hoe, sưng lên và không thể nhìn rõ. Tôi làm công nhân chất và dỡ hàng hóa lên phà tại cảng Saragat. Tôi không có nơi nào để ở hay tắm rửa. Đó là lý do tại sao tôi tắm ở dòng sông này. Bangladesh đã ban hành luật vào năm 1995 bắt buộc tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp phải sử dụng các nhà máy xử lý nước thải nhằm cứu các dòng sông khỏi bị ô nhiễm. Nhưng các chủ sở hữu công nghiệp thường phớt lờ quy định này. Quốc gia Nam Á có 140 triệu dân với khoảng 220 con sông lớn nhỏ. Phần lớn dân số ngày ngày vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp sống bên cạnh những dòng sông ô nhiễm để mưu sinh và đi lại. Thưa quý vị, nếu như có dịp đến với Trùng Khánh, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, một trong những ấn tượng mạnh đối với du khách là hệ thống giao thông chằng chịt, đa chiều như Mê Cung và Ma Trận tại đây. Lúc này thì người ta có thể đang đi trong thang máy dài như tòa nhà 30 tầng xuống sâu dưới lòng đất, nhưng lúc khác lại chót vót trên những làn đường cao gần 40 mét lơ lửng trên cao. Phóng sự của Bích Thuận, Tuấn Đạt, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc. Đến đây, một trong những điều gây ấn tượng đặc biệt cho du khách đó là người dân nơi này giống như những chú dê núi, hết trèo lên những ngôi nhà cao tít ở trên đỉnh núi, lại thả bộ xuống những ngôi nhà dưới chân núi. Ở Trùng Khánh, bạn sẽ không bao giờ biết mình đang ở tầng mấy, dù đang đi giữa phố xá đông đúc, xe cộ tấp nập. Để di chuyển, ngoài hệ thống đường sắt nội đô, người dân nơi đây đôi khi không đi bộ hay lái xe như thường thấy, mà sử dụng hệ thống thang máy lên xuống ngược xuôi. Thang cuốn dài 112 mét, tương đương một tòa nhà 31 tầng có độ dốc 30 độ là một trong số đó. Đây là thang cuốn dài nhất ở Trung Quốc và thứ nhì ở châu Á, mang tên Hoàng Quan, tức Vương Miện. Người dân ở đây sẽ phải mua vé để được đi thang với giá 2 nhân dân tệ, tức gần 7.000 đồng Việt Nam cho một lượt lên hoặc xuống, với thời gian khoảng 2 phút 30 giây. Do nằm giữa hai đầu mối giao thông quan trọng, hàng ngày có rất nhiều người dân qua lại. Họ phải lên dốc xuống đèo rất vất vả. Do vậy, vào ngày 18 tháng 2 năm 1996, thang cuốn Hoàng Quan đã ra đời nhằm giúp giảm bớt khó khăn cho người dân đi lại hàng ngày, đồng thời mang lại sự tiện lợi cho khách du lịch khi mang theo túi lớn, túi nhỏ. Cùng với hệ thống thang máy ngược xuôi, mạng lưới cầu vượt nhằng nhịp uốn lượn của Trùng Khánh cũng không khỏi khiến khách du lịch choáng ngợp. Tài xế taxi ở đây thực sự gây sốc, tay nghề của họ cực siêu, họ lái xe rất nhanh, dù đường đèo dốc, kiểu đường này bạn sẽ rất khó để tự lái. Hơn nữa, đường ở đây dù định vị dẫn đường cũng chưa chắc đến được. Có đoạn theo GPS đi bộ chỉ 200 mét, nhưng trên thực tế phải thành 2 km, đi bộ 20 phút vẫn chưa đến được. Nói đến độ phức tạp của đường sá Trùng Khánh, phải kể đến hệ thống cầu vượt Hoàng Giác Loan, nơi từng được coi là kỳ quan kiến trúc khi hoàn thành vào năm 2017. Cầu vượt ở đây chia làm 5 tầng, cao 37 mét, gồm 20 làn xe chạy theo 8 hướng và có tổng chiều dài 16,4 km. Đây là hệ thống giao lộ phức tạp nhất thế giới mà có người nói vui là nếu không may nhầm đường, mời bạn bắt đầu tour du lịch một ngày Trùng Khánh. Phía sau tôi đây là hệ thống giao lộ cầu vượt Hoàng Giác Loan ở Trùng Khánh. Nút giao thông được đánh giá là phức tạp nhất thế giới với hệ thống đường 5 tầng, trong đó tầng cao nhất tương đương với độ cao của tòa nhà 12 tầng. Là thành phố đông dân nhất và cũng lớn nhất Trung Quốc, nhưng có tới 76% là núi. Địa phương này đã buộc phải đưa ra các thiết kế hạ tầng và giao thông khác biệt do quỹ đất hạn hẹp, đồi núi bao quanh. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này đã tạo cho Trùng Khánh những điểm du lịch độc đáo và hút khách. Bích Thuận, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, đưa tin từ Trùng Khánh, Trung Quốc.